toàn thể các bạn đã quay trở lại với kênh của em Hằng nha. Ngày hôm nay thì em Hằng sẽ đáp một cuộc karaoke gia đình dành cho một anh trai ở phố Minh Khai, 150 Minh Khai, dành cho anh Thái. Thì hôm nay anh với nhu cầu là sử dụng một cái bộ chơi giá bình dân. Hôm nay em Hằng đã set up cho anh một đôi loa đam của Nhật, một đôi BMB 450V. Với phần trăm mà anh hiện có thì em Hằng cũng đã cố gắng để set up làm sao cho nó mềm mại nhất và nghe ok nhất. Dùng một bộ mic không dây hàng mới chính hãng của DK Pro. Con này có mẫu đen là KP180S3. Đấy, và phía dưới là một con vang X thuộc họ nhà X. Dưới nữa là một con đẩy rất là thương hiệu, đó là dòng đẩy DK Darantin LA400. Dòng này nổi tiếng là máy rất trâu, lành và bền anh em nhé. Chia sẻ cũng như là đăng ký kênh ủng hộ cho em ạ. Xin chào và cảm ơn anh em rất nhiều.